Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì thay mặt cho Color Studio thì Bảo Dũng xin được giới thiệu với cả nhà về hệ thống phim trường của Color Studio với mong muốn mang lại một không gian thoải mái sáng tạo cho các đoàn phim, những người yêu thích không gian để làm phim. Thì Dũng xin phép được giới thiệu với cả nhà về những cái phần mà Dũng sẽ chia sẻ trong cái phần này, đó chính là Color Studio là ai. Tại sao bạn lại nên lựa chọn Color Studio, những cái dịch vụ mà Color Studio đang có, kho đạo cụ và trang phục với rất rất nhiều những cái đạo cụ có thể giúp cho các đoàn phim có thể tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Phim trường Phong Xanh và Virtual Production sản xuất cái phim trường ảo. Set Design Team, tức là Color Studio cũng sẽ có những cái nhóm họa sĩ thiết kế giúp cho các đoàn phim có thể sáng tạo ngay tại hiện trường. Ngoài ra thì chúng ta hình thức booking thì như thế nào, và có những cái chương trình đồng hành và hợp tác như thế nào đối với các cái phim production house hoặc là các agency. Xin chia sẻ với cả nhà thì Color Studio hiện tại đang có hai không gian, đó là Color Studio Cầu Giấy với cái diện tích không gian là khoảng 150 m² và Color Studio Mỹ Đình với diện tích hơn 500 m². Ở đây thì ngoài những cái set cảnh có sẵn như là phòng bếp, phòng khách, thì Color Studio còn có rất nhiều những cái trang phục mẫu mã đa dạng, rồi trang thiết bị máy móc chuyên nghiệp phục vụ cho các đoàn phim. Hoặc chúng ta có thể sử dụng Color Studio ở hai địa điểm, đấy là Mỹ Đình và Cầu Giấy. Đối với Color Studio Cầu Giấy thì hiện tại đang có các set cảnh như là phòng những cái phòng khách, hoặc là phim trường Phong Xanh quay 360 độ, có bàn ghế sofa, có internet tốc độ cao, có tivi để cho các đoàn live stream có thể sử dụng luôn, có các cái đồ để co trang trí và phù hợp cho chúng ta làm talk show, làm live stream hoặc là quay các cái sản phẩm, bán hàng, review sản phẩm. Đây chúng ta có thể xem qua những cái cảnh quay mà đã thực hiện tại Color Studio Cầu Giấy. Ví dụ như chúng ta có thể xét những cái gọi là quay chụp sản phẩm. Đấy. Ngoài ra thì có thể làm live stream với Phong Xanh và phim trường ảo. Chúng ta có những cái set có sẵn như kiểu là gọi là thời bao cấp. Chúng ta có thể đánh sáng để làm cho cái nền không gian chúng ta đẹp hơn. Đó. Và chúng ta có Phong Xanh 360 độ. Ngoài ra thì chúng ta có những góc talk. Thì ở đây thì chúng ta gọi trong Color Studio Cầu Giấy gọi là những cái góc forest, có những cái vòm tròn rất là đẹp, cũng như là có thể thay đổi cái background phía sau. Chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh live stream từ Color Studio Cầu Giấy, những cái hình ảnh quay bán hàng, talk show và quay bán hàng trên nền tảng TikTok. Sang cái Color Studio Mỹ Đình thì đây là một cái studio tương đối rộng rãi mà Color Studio đầu tư trong năm 2023 với diện tích là hơn 500 m², chia làm hai zone. Zone thứ nhất là zone 1 là zone 150 m² với phông xanh và phông đen vô cực. Đó, zone 2 thì là 250 m². Ở đây thì được xét sẵn các cái không gian phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và có thêm những cái sân khấu để làm talk show, live stream cho các doanh nghiệp. Chúng ta có internet tốc độ cao, có tivi, có máy chiếu để cho các đoàn phim có thể sử dụng. Đặc biệt hơn nữa, ở đây thì có kho trang phục mà có rất rất nhiều các cái trang phục được Color Media đầu tư trong suốt cái thời gian làm việc của mình với hơn 500 cái trang phục. Ngoài ra thì có các cái khu vực về tranh có sẵn hoặc là các đạo cụ có sẵn để cho các đoàn phim có thể pick đồ sang để setup. Ở đây thì đặc biệt hơn nữa là Color Studio cũng đầu tư rất nhiều những cái đạo cụ của thời bao cấp để cho chúng ta có thể làm những cái dạng phim ngắn, những cái dạng nội dung TikTok. Và sau đây thì chúng ta có thể xem qua một cái clip. Cái này thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn search là Color Studio Mỹ Đình thì chúng ta có thể xem qua cái không gian tại đây nhé. Và đây là một số cái set có sẵn tại Color Studio Mỹ Đình. Các bạn có thể nhìn thấy không gian làm việc, có không gian phòng khách, có không gian phòng bếp rất hiện đại. Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của cái không gian này. Đó. Ngoài ra thì có thêm rất là nhiều những cái góc mà liên quan đến cái góc cửa sổ. Đây là một trong những điều đặc biệt tại Color Studio Mỹ Đình, đấy là tại Color Studio Mỹ Đình thì chúng ta có một cái góc view ra ngoài sông
với cây xanh thật và tự nhiên, ánh sáng tự nhiên để cho các đoàn phim có thể làm những cái xét cảnh rất là đặc biệt của mình ở đây. Đây là một cái không gian tổng quan trên 3D để các bạn có thể nhìn thấy. Chúng ta có cái zone 1, zone 2, chúng ta có khu vực coffee bar để cho các đoàn phim có thể ngồi nghỉ ngơi trong những giờ làm việc căng thẳng. Chúng ta có khu vực office và khu vực make up để chúng ta có thể make up, thay đổi trang phục. Chúng ta có kho trang phục, kho đạo cụ. Và đặc biệt đây thì có thể để được rất là nhiều xe, xe máy, xe ô tô cho đoàn phim. Và đây là những cái hình ảnh behind the scene mà đã được thực hiện tại Color Studio Mỹ Đình. Chúng ta có thể set và decor được rất nhiều thứ. Đó, các bạn có thể xem qua. Chúng ta có thể chụp hình, chúng ta có thể bê rất nhiều cây cối vào để set up. Chúng ta có thể mang cả ô tô vào để set up. Chúng ta có thể trải cát, trải đá vào không gian phim trường để có thể quay những cảnh quay sa mạc. Lý do tại sao các bạn nên chọn studio Color Studio thì các bạn nên chọn bởi vì Color Studio đang có khá là nhiều lựa chọn cho tất cả những cái dạng nội dung quay phim mà chúng ta có thể làm, ví dụ như là quay livestream, quay talk show, quay bán hàng, quay setup, dựng dàn dựng cảnh để quay quảng cáo, làm các khóa học đào tạo, chia sẻ, làm ra mắt sản phẩm. Với không gian diện tích có sẵn ở đây thì ngoài cái việc là không gian diện tích có sẵn thì chúng ta có kho trang phục, kho đạo cụ, chúng ta có hệ thống điện 3 pha, hệ thống internet cũng như là điều hòa, có các họa sĩ ngồi sẵn đây để chờ chúng ta mang dự án đến, và đặc biệt là được vận hành bởi Color Media với 15 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực sản xuất phim quảng cáo và phim doanh nghiệp. Đây là những cái nội dung liên quan đến đội thi công, là các bạn thi công có thể giúp cho chúng ta mô phỏng cái không gian chúng ta cần dưới dạng SketchUp 3D Max. Rồi có thể thi công phim trường, sitcom, sân khấu, talk show, game show. Chúng ta có rất là nhiều những chất liệu như là mica, kính sắt, gỗ có thể sản xuất ngay tại cái gọi là khu vực sản xuất. Chúng ta có thể sơn sửa lại không gian. Đó. Tiếp theo thì hướng tới đây thì sắp tới thì Color Studio sẽ đầu tư một không gian talk show như cái ảnh lớn mà các bạn đang nhìn thấy để chúng ta có thể dàn dựng các cái không gian talk một cách rất là sáng tạo và thú vị tại đây. Với cái dịch vụ của Color Studio thì các bạn có thể biết là chúng ta có 10 cái dịch vụ. Thứ nhất là cho thuê không gian phim trường. Chúng ta thuê phim trường với các không gian có sẵn. Chúng ta có thể nhận tư vấn và thi công bối cảnh phim trường, sân khấu tại đây. Color Studio cho thuê đạo cụ và trang phục với số lượng lớn. Color Studio có dịch vụ sản xuất các cái video, bán hàng online, review sản phẩm, live stream, dịch vụ live stream chuyên nghiệp, sản xuất các nội dung cho mạng xã hội như là TikTok, YouTube, tổ chức các khóa học, rồi workshop, các cái sự kiện, cung cấp các suất ăn, đồ uống, số lượng lớn cho đoàn phim, và đặc biệt nữa là cung cấp thông tin bối cảnh trên toàn quốc. Thì đây là những cái dịch vụ mà Color Studio đang mang đến cho khách hàng. Chia sẻ thêm với cả nhà thì với một cái kho đạo cụ là hơn 500 cái đạo cụ rất nhiều ở lĩnh vực khác nhau, ví dụ như cây cối trang trí, bàn ăn, sofa, tivi, các cái kệ tủ bao cấp, các cái đồ decor hiện đại, sách vở, tài liệu văn phòng, máy in, máy tính, rồi đồ decor văn phòng như là biển bảng, tranh ảnh, rồi các cái đồ ký xưa như là quạt, rồi tủ, rồi bàn ghế, rồi rất rất nhiều những cái đồ đạo cụ xưa cũ mà các bạn có thể đến và trải nghiệm tại đây. Kho trang phục thì có rất nhiều trang phục với nhiều màu sắc mẫu mã để cho các bạn có thể lựa chọn với giá cực kỳ rẻ. Tiếp theo là chúng ta có thể có các cái khu vực hệ thống điện 3 pha để cho chúng ta có thể kết nối, chúng ta sử dụng các cái thiết bị đèn công suất lớn. Đặc biệt thì Color Studio cũng có một cái tủ thuốc để phòng trường hợp chúng ta trong quá trình sản xuất chúng ta có vấn đề xảy ra như là bị thương, rồi đau bụng thì chúng ta có thể xài ngay. Và một cái dịch vụ nữa là Color Studio cũng mong muốn mang đến đồng hành cùng khách hàng, đấy là dịch vụ livestream chuyên nghiệp với hệ thống các cái phim trường phông xanh, hệ thống máy quay, đèn đóm, rồi đội ngũ nhân sự livestream chuyên nghiệp thì chắc chắn là sẵn sàng mang đến những cái dịch vụ livestream rất là chuyên nghiệp cho khách hàng. Ngoài ra thì tại Color Studio thì chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các khóa học về sản xuất video trên smartphone, khóa học về đào tạo diễn viên, các workshop,
liên quan đến những người về làm nghề để chia sẻ cùng với tất cả anh em cộng đồng chúng ta. Đối với cái chi phí thì chia sẻ với các bạn là Color Studio cũng cố gắng mang lại những chi phí phù hợp cho các đoàn phim, hỗ trợ hết mình của các đoàn phim thì chúng ta có thể tham khảo và đồng hành cùng với cả Color Studio. Chúng tôi rất là mong muốn tìm kiếm các cái đối tác, các cái partner, các cái film production house, các agency để có thể hợp tác cũng như là mua buôn cùng với cả Color Studio trong cả một cái hành trình dài. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã đón xem cái phần chia sẻ về Color Studio.